tổng kết lại những cái vật liệu này, gạch còn thừa bao nhiêu anh? Gạch thì đây chưa đến, còn đống kia nữa. À, chắc là hơn, chắc là còn 200. Bơm nước lên nền nhà. Vâng. Đang buộc cái gì đấy? Bật dây cho nó chắc. Công nhận các bác góp ý cũng chuẩn nhỉ. Nếu mà bỏ cái này xuống dưới nước thì gần như là dây điện cái thứ mình là xuống hẳn dưới kia rồi, nên là anh làm nào làm phải để ý vào nhá. Vâng. Sợ điện hở lắm. Vâng. Điện hở là gần như nước thì nó dẫn điện mà. Tổ ong hôm nay vẫn thế ở đây nhỉ? Cái đi đâu về rửa mặt rửa mũi thế này hả? Các chị đâu? Các chị đâu rồi? Máy thì ở trên kia rồi. Nào, chào cái tí em nào. Lên trên cắm điện này. Chào máy nha. Cháu chào hai chú, để gửi rất ngoan. Ra đây nhỉ? Ra đây. Cái đâu ra đây chào các ông các bà nào. Nhìn ra chú Khởi kia, hai chị em khoanh tay vào. Thanh niên này đi đâu về, toát hết mồ hôi thế này. Tóc tai gọn gàng thế này là được rồi. Nào, ra cha chú Khởi nha. Thì khoanh tay vào, hai chị em khoanh tay vào. Nào, tiếp tục chào các ông các bà nhé. Đấy, chào các ông các bà đi. Chào các ông các bà. Các cô. Các cô. Chúc các ông các bà các cô mạnh khỏe. Chúc các ông các bà các cô mạnh khỏe. Hôm nay xuống đây từ lúc nào đấy? Ê đây, cháu đây rồi. Ôi giời, váy sung sính thế. Đi đâu về? Hả? Mưa tư là. Hả? Mưa tư là. Cái ông đi đâu về toát mồ hôi rửa mặt đấy này. Tránh ra, đôi này cắm nước ở đây. Tránh ra nhá, đây con gái anh báo à? Thôi, điện đó mà đây thì... Có phát đẹp không? Chớ chưa? Chớ nữa. Có. Có? Chỉ trừ lúc mai lại mà nhà thô á. Công nhận là bỏ xuống này sợ nó hở điện nhỉ? Đúng rồi. Ba chạc à? Rồi đi lên trên đi trẻ con không ở đây nữa. Một bên chỉ cho này. Ba bé là từ hôm cuối tuần về nhà là bây giờ cứ xuống đây liên tục à? Đúng rồi. Thích quá nhỉ, đúng không? Cháu Khơm mến chào quý cô anh chị, tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV nhé. Ngày hôm nay anh em mình đến quay ghi hình thông tin với mọi người thì là cái ngôi nhà đã được hoàn thiện các cái phần đốc đấy, phần xây thô thì đến ngày hôm nay là chính thức là anh em thợ là hoàn thiện và mọi người gấp đồ gọn gàng và khăn gói đi về thăm vợ con rồi đấy các bạn. Một cái tiến độ có thể gọi là rất là mới của nhà ba bé một cô. Xong cái phần xây thô thì gần như là một cái phần công việc của đội thợ xây đã sang một cái trang mới rồi. Đây bơm mấy lần rồi đây? Bơm 2 lần rồi. 2 lần rồi à? Vâng, lần này là thứ 3 rồi. Nghĩa là hết nước thì mình lại nghỉ đúng không? Đúng rồi, hết nước thì nghỉ tí lúc đây. Phòng ngủ bơm chưa? Hả? Phòng ngủ với các phòng bơm hết rồi gì? Hết rồi. 2 lần, đây lần thứ 3 à? Vâng, lần này là thứ 3. Thế tức có nghĩa thì là em nghĩ rằng là anh cứ phải bơm thêm đi nhé. Vâng. Đây này, hôm nay mình mới bơm 2 lần là thấy nó ngấm đi tương đối rồi. Mấy giờ hôm nay đội thợ về rồi? Báo. 11 rưỡi à? Vâng. Ăn cơm xong về à? Không, ăn không ăn. Vâng. Làm xong việc cái về luôn. Vâng. Rồi giờ vội vàng thế. Nấu cơm ăn cùng nhau về cũng được mà.
cái phần đằng sau thì anh em cũng đổ cái mái nhà vệ sinh xong rồi. Cái này chốc thì sẽ có cái những cái góc quay trên cao cho các bác xem. Đây, phần này thì anh Mì cũng đã đổ xong này rồi. Tới này thì còn lên đánh xi tinh các thứ cho nó ổn hết, làm sao là không cho nước mưa nó ngấm đâu. Cố tình là đổ ra thừa ra 30 phân như vậy để sau này nước mái chảy xuống nó đỡ chảy men theo tường của mình. Một cái ý tưởng cũng cái này là của anh Mỹ. Bây giờ thì Khâm chủ động bảo anh Công là đặt tôn rồi. Mọi cái số liệu thì gần như là như những cái ngôi nhà khác anh em mình làm từ trước đến giờ thôi. Thế cho nên thì là anh cũng đã đặt tôn. Đấy, thi thoảng thì là tưới cả tường nữa anh ạ. Tuyệt quá nhỉ. Máy ở đây nào. Trong cái video này, ngoài việc cập nhật cái tiến độ ngôi nhà thì cháu Khâm cũng cảm ơn một bác nhà hảo tâm trên kênh Tam Giác Mạch của anh Hiệp là gửi một cái khoản trợ duyên đến với lại ba cháu mồ côi là bác An MC Donan. Đấy. Là thông qua kênh của anh Hiệp Tam Giác Mạch thì cũng có một cái số tiền ủng hộ đến với các bé mồ côi là 4 triệu đồng. Những cái số tiền này thì anh em Khâm cũng đã nhận được và bổ sung vào quỹ của các bé. Để xin phép bác thì là sẽ sử dụng vào cái công việc làm nhà. Đấy. Thì rất là cảm ơn bác. Đấy. À, ba chị em khoanh tay vào, cháu cảm ơn ông. Đã gửi tiền hỗ trợ các cháu xây nhà. Nhìn ra kia kìa, cười tươi lên xem nào. Hôm nay đi đâu rồi, sáng nay đi làm gì? Không làm gì à? Ừ. Rất là cảm ơn bác và cảm ơn anh Hiệp Tam Giác Mạch đã kết nối giúp anh em mình. Thì các nhà hảo tâm đã biết đến và cũng gửi kinh phí đến hỗ trợ cho các cháu nhỏ thêm những cái khoản trợ duyên Khâm sẽ sử dụng vào việc làm nhà sắp tới. Bây giờ thì có lẽ thì mình sẽ phải dành thời gian độ khoảng 2 đến 3 hôm nữa đi. Nếu mà tôn lên rồi thì anh Công làm chắc là gói gọn một ngày chắc xong được cái mái này. Xong mái thì trong cái thời gian đấy thì mình sẽ gọi cát. Xi măng còn bao nhiêu bao nhỉ anh nhỉ? Bao nhỉ? Còn 4 bao. 4 bao thôi à? Vâng. 4 bao thôi? Vâng. Sao dùng... Để đâu? Bên trong xe. Ô. Mình lấy bao nhiêu bao nhỉ? Chưa. Hả? 80 bao đấy. 80 bao thôi đúng không? Vâng. À. 80 bao. Bây giờ còn 4 bao tức có nghĩa là tất tần tật các cái hạng mục là đã sử dụng đến 76 bao xi măng đúng không? Thế thì sẽ gọi tiếp xi măng để làm nền này, chát nhà này, làm sân này. Thì có lẽ theo cái dự trù của Khâm ngay từ ban đầu là 150 bao. Thì mình sẽ chắc có lẽ sẽ gọi thêm 70 bao nữa. 70 bao nữa lên thì hy vọng là sẽ không bị thiếu. Chát nhà, lát nền và làm sân, ba cái công việc nữa. Thì hy vọng rằng là trong cái khoản dự trù 150 bao xi măng thì sẽ đủ. Vui không? Sao có nhà mới rồi, hôm nay bôi cái ai cho bôi môi hồng đấy? Hả? Cái này ai cho bôi đấy? Của chị nào đấy? Hả? Chị nào? À, đội thợ là không còn ai, tối nay anh Báo chắc phải trông đây á. Mọi người là xuống đây được nửa tháng các bác ạ. Hôm qua là ngày 14 mà, hôm nay ngày 15 thì là nửa tháng từ ngày bắt đầu là
từ những cái nhát cuốc đầu tiên khai móng đến thời điểm hiện tại, ví dụ như A Mỹ này, ví dụ như em Phong này, em Nô này, thì là đã ở đây tròn được nửa tháng. Hai anh em thợ mới thì không nói, là có ba anh em là được nửa tháng ở đây. Nếu như ngày trước không làm ấy thì có lẽ là như đội anh Đô hay là đội A Và, mọi người làm khẩn trương và mọi người có cái điều kiện ở gần hơn ấy, đông người hơn. Như ngày trước anh Tam Giác Mạch làm nhà của A Lúa thì thợ chỉ làm có 9 ngày là hoàn thiện, nhưng đây thì đến nửa tháng rồi, bởi vì là đầu tiên những cái ngày đầu thì nhân lực cũng ít, hai nữa thì là công việc của thợ bên đợt này thì cũng nhiều hơn mọi người ạ. Thành ra thì là nửa tháng rồi mới xây xong phần tô thôi. Bây giờ là có phần chát chít và phần ốp nền nữa thì mới xong công việc của đội thợ. Tiếp xong những công việc này thì mình mới nghiên cứu đến các việc là làm bếp củi này, rồi là bể nước này, rồi là làm sân này. Đấy, thì những cái đó thì là sẽ tất tật thì mình sẽ phải bổ sung nhân lực thuê làm thôi. Đấy, để cho thợ khoán công việc cho thợ làm thôi, chứ người thân thì người nhà không có. Có anh Báo thôi. Đấy. Đây đây xem nào, ông thì hôm nay đi đâu? Ông nội á? Ừ, chắc vẫn như mọi ngày nhỉ. Hôm nay ông nội vẫn về đây một tí. Về đây tí á? Nhưng mà bảo nó tưới nước một tí, nhà của nó thì nó phải tưới một tí, nó bảo là nó không. Nhà của các cháu ông thôi, đây không phải là nhà của ông đâu. Không, nhưng mà bảo là ông giúp một tí, ông vẫn không. Thôi. Quan điểm thì là đâu là đấy rõ ràng, mà từ ngày ban đầu anh em kêu gọi đấy, ông thì gần như là ông không bỏ một chút công sức nào ra đây đâu. Không. Ừ. Anh em mình nhắc đến ông vì là nhiều khi là người ta qua đường người ta cứ hay hỏi em là làm nhà cho ông này là cái gì Báo nhỉ? Sùng Mi Báo đúng không? Chứ thực tế thì không đi qua đây, kể cả hôm nọ là xe hỏng hóc qua đường thì người ta cũng hỏi không là làm nhà cho ông Sùng Mi Báo. Thực tế thì mọi người, có lẽ thì bà con lại đang hiểu lầm. Vì thực tế từ ngày ban đầu đến thì là mình đã ghi hình và các bé thì mình giúp các bé kêu gọi. Các bác nhà tâm cho cũng là cho các bé thôi. Còn ông thì mình không... Thực tế thì mình đang nói để mà chắc là có lẽ ông không có mặt mũi gì ông dám nhận cái này là nhà của mình đâu. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà là cái quan điểm thì là bà con ở đây thì anh Báo cũng ví dụ như người ta hỏi thì cứ bảo là thôi các nhà hảo tâm giúp các bé để mà làm ngôi nhà thôi. Đúng rồi. Ừ, em Khâm kết nối các nhà hảo tâm để giúp ba bé một côi làm ngôi nhà thôi. Chứ còn ông nội thì nói thẳng thì là mình cũng không có giúp ông nội. Ừ, không có giúp ông nội. Ngày trước nếu mà làm ở cái đất ở dưới ấy, đất ở dưới thì hôm nọ thì cũng cũng hỏi rất là nhiều, mang tiếng thì là cho bố các bé, nhưng mà cái quyền sở hữu trong thời gian từ trước đến giờ thì là ông vẫn là cái người được quyết thôi. Ông thì là bố. Và tất cả cái đất ở đây chưa có sổ. Anh Báo ở đây không có sổ mọi người ạ. Thế thành ra thì kể mà làm ở cái chỗ ông nội kia thì ông nội lại còn bảo là ở đất của tôi. Nhưng mà đã làm ở chỗ anh Báo này, anh Báo cho ở đây mình có biên bản, mình có trưởng thôn, mình có mỗi người một cái cam kết mà. Đấy, biên bản, các thứ gần như bây giờ đây là cái mảnh đất mà ông tặng, ông trẻ tặng cho các cháu. Quyền sở hữu thì là tất nhiên thì ba bé chưa đủ cái đứng tên. Đấy, thành ra thì Khâm sẽ trong cái biên bản thì Khâm là cái người giám hộ. Thì đất đai ở đây sẽ thuộc hết quyền sở hữu của ba bé rồi. Đấy, kể cả anh Báo sau này, anh Báo bảo ơi đất này của tôi lấy lại không có rồi. Giấy trắng mực đen, video rõ ràng. Thành ra thì là bây giờ là cái ngôi nhà này, như sau này ông cũng thế thôi. Ông không dám ông uống rượu, ông ra đây quấy đâu. Ông em ở đây em liên hệ được mấy lại trưởng thôn cái thứ hết rồi. Ông say rượu là ông hay biết là không không là chính mình mọi người ạ. Nghe người ta kích bác, người ta xui khiến thôi.
hàng xóm này thì cũng có nhiều người không tốt lắm nha. Cứ rượu vào là cứ đi bơm kích người ta, không chỉ riêng là xóm nào cũng vậy thôi. Không đi thì cái nhiệt tình của bà con thì gần như là xóm nào cũng thấy có. Nhưng mà đi đôi đó thì là những thành phần người ta không tốt. Người ta ghen ăn tức ở ấy. Người được người không mà các bác. Thành ra thì là hay kích bác, ông này hay uống rượu nữa. Thế thì chả kích cho thì lại về. Tóm lại thì sau này thì trước khi bàn giao nhà ở đây không, sẽ có những cái biên bản từ phía chính quyền xã xuống cơ. Còn anh Báo thì ở đây trực tiếp quán xuyến giúp em gần hơn. Nhá. Và một cái hy vọng thì là anh Báo và Hạ Sơn thì đến thời điểm hiện tại thì cũng có thêm những nhà hảo tâm, gọi là những bước đầu trao đổi thôi. Mọi người cũng không hứa là cho bao nhiêu, nhưng mà góc độ thì là có các cô, các bác nhà hảo tâm ở nước ngoài. Tổng kết lại những cái vật liệu nào, gạch thì còn thừa bao nhiêu anh? Gạch thì chưa đến, còn đống kia nữa. Chắc là hơn, chắc là còn 200 mấy. Không đến 200 mấy đâu. Không, nhưng mà nhìn như thế. Ở đây có mấy viên trong nhà còn không? Trong nhà hết rồi. Cho ra ngoài hết rồi? Cho hết rồi, nó đi thì... Đây còn mấy viên... Anh thì mới rồi. Trên này thôi. Mấy viên trên này được tới để chát nhà đúng không? Đúng rồi. Mình lấy xuống thì mình vẫn lấy đi thì để như thế. Bây giờ phải xem là thừa bao nhiêu gạch và mình còn sử dụng vào cái gì không. Mình không sử dụng vào cái gì nữa thì chỗ gạch này thì mới là lấy thêm, hoặc là nếu mà đủ rồi thì càng tốt, còn không em nghĩ là không đủ đâu. Thì mình sẽ để xây một cái bếp củi nữa ở đây này. Tới này xem xây một hàng gạch đây ra bằng đường đây này. Đấy, xây từ cái chỗ kia ra đây, một hàng gạch, xong là mình bắt đầu làm đẩy đất ra, làm sân. Vâng. Đúng không? Vâng. Đấy, xây hàng gạch vuông thẳng ra đây. Vâng. Để mình làm sân. Sân. Đá thì hết rồi đúng không? Đá thì hết xài rồi. Thế khả năng là nếu mà làm nhà bếp... Bếp củi thì... Bếp củi thì làm ở đây luôn. Làm ở đấy, nhưng mà đá bây giờ là lấy một xe thì thừa đúng không? Nhưng mà có xây cao không? Đây, bếp... Làm thấp hơn thôi. Là thấp hơn mà. Bếp củi thì sẽ làm thấp hơn thôi. Đá này... thì làm... Vẫn lấy cái của anh một tí kia thôi mà. Của anh kia cậy ra có nhiều không? Nhiều. Nhiều. cái của anh kia... tí nữa là đủ. Thì phương không án bao nhiêu đâu mà. Phương án sẽ bếp củi thì chắc chắn là sẽ thấp hơn cái nền nhà chính của mình rồi. Đúng rồi. Thưa mọi người, bây giờ để mà tôn cái bếp củi lên bằng cái nền nhà chính của mình nữa thì cũng sẽ rất là tốn kém nữa. Thế sau này chấp nhận là ở đây thì mình làm cái hai cái bậc thang bước 3 lần xuống đến đây. Cái nền này thì mình sẽ làm cao hơn cái mặt đất này độ khoảng 30 phân. Đấy, 30 phân, tức có nghĩa rằng là sau này cái nền nhà bếp thì mình sẽ đến khoảng đây này, thấp hơn cái nền nhà chính một chút. Đúng rồi, đến tầng đấy là tốt rồi. Nhưng mà đây xây đế đến đây hay là đế đâu? Đến một nửa thôi. Một nửa thôi. Bếp củi làm bé thôi. Đúng rồi. Củi làm bé. Nó đun lúc nó lạnh lạnh thì cho con nó đun củi. Từ cái mặt tiền thì mặt tiền làm độ khoảng mọi người có nói biết không, 2 mét thôi. 2 mét, và cái mặt phía bên này cái làm ở trong này 3 mét. Đấy. Làm đúng cái đúng gọi rồi, là rồi. Để đun bếp thôi. Đúng mọi rồi. Người hôm nọ các bác cũng bảo là không, thay vì làm bàn bếp ga thì làm cái bồ lò. Quả thật thì cái thế thì đây thì ba mét vẫn rộng rồi. Mỗi người một ý kiến, mà rất là nhiều ý kiến. Đúng rồi. Đấy,
Còn gần như các nhà hảo tâm thì cũng góp ý cho Khâm là Khâm cứ làm nào thì hợp lý thôi. Ví dụ như cái bầu lò thì phải nói thì là không phải là cái bầu lò nó là xấu. Cái bầu lò cái có thì là cái điều tuyệt vời. Khi mà có bầu lò thì lúc không có ga thì các bé có thể là đun củi được. Nhưng mà đổi lại vào đó thì phải biết vệ sinh. Các bé ở đây thì cũng còn rất là nhỏ, ở trên những nhà cũ thì đun thế nào cũng được, bừa bãi nào cũng được. Nhưng mà cái nhà mới mình sau này làm bóng lộn hết lên rồi, lúc đấy mà không vệ sinh được thì nói chung là cũng rất là bẩn. Đúng rồi. Thì cái việc là đun bếp ga ấy, hôm nọ Khâm cũng nói rồi, có bác giấu tên nghĩ là sẽ tài trợ cho các bé là cái việc ga đun. Khâm không biết là được bao nhiêu năm thì không biết, nhưng mà gọi chung là bác cũng là nhà tâm rất là lớn ấy. Bác hứa rằng là sẽ tài trợ khi mà các bé đang còn rất nhỏ này thì cái việc là ga thì bác yên tâm rằng là bác sẽ tài trợ. Khâm thì Khâm sau khi giúp đỡ xong rồi anh em mình vẫn sẽ đi tới đi lôi thôi, kết nối thôi. Cái mái này là đổ lúc nào anh ta? Đổ lô tầm 8-9 giờ anh ta. 8-9 giờ á? Ừ. Mày ghét xong thì mình đổ lô mà. À dạ, không trống này có được không? Được mà, bấn cây luôn đấy. Cái này chỉ mỗi mình là... Vẫn cỏ ở dưới này lên luôn. Ừ. Đợt nọ anh vào đổ là nó trống hết cây xuống đất đấy. À. Đây là chắc... Thế này vẫn chắc. Đây vẫn chắc rồi nhỉ? Chắc rồi. Bởi vì là mình ở dưới này mình cho đổ bê tông vào thì mình... Cái trống ở dưới này đi thì mình thả nước vào như thế thì nó lại lũ xuống. Ừ. Chơi thì nó lại... Từ gầy như thế thì nó không biết lũ. Nhỏ nhỏ thì nó chắc. Chả sợ đâu. Bàn bếp các thứ thì sẽ làm sau mọi người. Đấy, đốc thu xong ok hết rồi. Bây giờ chỉ đợi là đội cơ khí, đội về lợp mái cho anh em mình nữa thôi. Cái mái lợp xong nữa thì ổn ổn thôi nhé. Phần sau thì các bác chát thế nào thì chát. Đúng rồi. Mưa thì mình vẫn có thể làm trong nhà. Mưa cái thì thời mình, tiết hiện mưa tại, mình mưa vẫn làm mưa được. To cái đợt làm xem này, nhà A Mì mới A Hòa thì mưa mới nhiều. Đợt đấy vào cái mùa mưa, mùa hè ấy, mưa nhiều lắm. Qua được một lượt nước là ngấm đi bao nhiêu đấy nhỉ? Đúng rồi. Ừ. Nó lại mệt mà. Phòng ngủ thì đợt này là có lẽ là theo những cái góc nhìn thì Khâm thấy là rộng nhất từ rộng nhất đấy, rộng nhất từ trước đến giờ Khâm làm rồi. Nhà của anh Mỹ thì vì là làm 4 phòng nên là cái diện tích nó phải cân đối lại, và phòng khách của anh Mỹ thì được rộng. Đợt này thì cái phòng ngủ này của các bé thì thoải mái luôn, để giường, để tủ và bàn học ok luôn đấy. Riêng như dự định phòng của cái là mình để cái giường mét 2. Cái giường mét 2 trước mình mua cho nhà cũ ấy. Đấy. Thì để cái giường mét 2 đấy thì phòng lại càng rộng. Đúng rồi. Thoải mái luôn mọi người ạ. Nhưng mà đổi lại thì giờ đấy là qua cái điều chỉnh của Khâm thì cái phòng khách nó lại bị bé đi mọi người ạ. Phòng khách bình thường là Khâm làm 4 mét. Hôm nọ để lui cái phòng khách này về 3.8 thôi. Nhưng cũng phải ghi hình thực tế thôi. Các bác thì chắc là anh em thợ là cái phần tường chừa, cái phần tường chia giữa phòng ngủ và phòng khách thì mọi người đẩy lui hết về. Đẩy lui hết về phòng khách. Bây giờ đếm gạch xem là phòng khách được khoảng bao nhiêu mét này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. 8 viên rưỡi. Cái viên gạch này là được 40 phân đúng không? Đúng. Rồi còn mày nữa là được 3.6 cộng với những cái mạch vữa này mình vào độ khoảng 10 phân thôi đấy. Thì là được khoảng 3.7 thôi. Thì là mình đáng nhẽ là cái chia tường lúc đầu là phải chia tường phòng ngủ.
mình thụt vào phòng ngủ thêm một chút thôi mọi người ạ. Thì cái phòng khách là được độ khoảng 3m8, nhưng mà do quá trình là anh em thợ làm đến cái đoạn xây tường ở dưới thì em không có mặt ở đây, thì là cái phòng khách là bị hẹp lại một chút. Nhưng không nghĩ rằng là cũng không có vấn đề gì. Chấp nhận là được chỗ này thì mất chỗ khác mà mọi người. Chấp nhận là được chỗ này thì mình hẹp chỗ khác đi lại một chút. Ba bé như thế này sinh hoạt này là quá rộng rồi đúng không? Rộng. Bàn bé như thế này thì nó không quê thì nó quất. Nó quét, nó không quét thì ba người nó vẫn có rộng luôn, như thế là nó đi chơi vẫn không phải chơi, chơi ở trong nhà luôn vẫn. Sau này vẫn phải quét nhà sạch đó, sẽ lau nhà sạch sẽ chứ. Đấy. Sinh này sinh đi đâu về? Hả? Bố đi đâu rồi? Bây giờ vào trong nhà cái nền bẩn này. Bố đi đâu rồi Sinh? Hả? Bố đi uống rượu á? Buồn nhỉ? Lúc nào trả lời ừ chào em. Lúc nào cũng bảo bố đi uống rượu rồi. Có những ý kiến các bác đóng góp cho đấy. Là xong nhà thì Khâm bảo Khâm cho cô Sinh cô ở với. Hai cô con gái của ông ở với. Mình thì mình gần như là giúp các bé thôi. Sau này thì cũng không phải là không dám gọi là cấm. Không dám cấm là ai ở cùng các bé trong góc độ là người nhà. Như ông nội này, như là các cháu của ông nội em Sinh em chờ này. Các bé cũng rất là tội nghiệp. Ở cái nhà trên kia thì ghi hình cho các bác xem rồi. Rất là nghèo. Chú gái. Gần như là các cái bữa ăn thì tự lo cho thôi. Ông thì ông không quan tâm. Suốt ngày tối ngày uống rượu thì chán lắm. Cái này vấn đề là cấp chính quyền cũng vào cuộc. Mọi người Khâm hỏi ra thì các bác cũng từng hỗ trợ nhà ở nhưng không làm được. Từng hỗ trợ cho vay vốn không lãi suất cũng không làm gì được. Thành ra thì mọi người cũng không biết làm thế nào khác. Tuyên truyền rồi cán bộ trưởng thôn các thứ vào cuộc rồi, ông không thay đổi được thì bây giờ biết làm sao. Mẹ bảo ông vi phạm pháp luật thì có biết bắt ông đi tù đúng không? Ông chỉ uống rượu thôi, mỗi ngày ông chỉ uống rượu thôi. Đấy. Say rượu về thì về nhà lè nhè thôi chứ cũng không đi ăn trộm ăn cắp hay là đi nhiễu ai cả. Nhiễu chỉ là nhiễu các con mới lại về nhà thôi thì nó chuyện gì. Thì thật sự thì cũng rất là khó cho cái việc ông nội. Anh em xây xong nhà cái thời tiết lại nắng nóng lên hẳn nhỉ. Mấy hôm làm việc thì lạnh nhỉ. Đúng rồi. Ừ. Đâu về đông thế này. Hôm nay không làm gì à? Cắt cỏ cho bò chưa? Cắt cỏ cho bò chưa? Có gì bố chua. Không cắt á. Thế bỏ cỏ bò lấy cái gì ăn? Tí đến giờ thì mới cắt nè. Toàn các bé ở đây anh chơi thì thôi quán triệt nữa nhé. Hôm qua chú dặn rồi, ra đây chơi thì không được chạy nhảy linh tinh ở trong kia nhớ chưa? Chạy nhảy trên linh tinh trong kia là sợ gạch chơi nó rơi. Ở đây đinh những thứ các chú làm á, giải nhiều đinh đấy nhớ chưa? Thành ra là đi không cẩn thận là dẫm vào đinh là nguy hiểm. Đất thế cả. Là anh báo quán triệt là không ra đây nhá. Vâng. Gạch thứ vâng. Đổ vào chân gãy chân. Vâng. Biết là chỉ có cuối tuần về nhà thôi xuống đây chơi nhưng mà mình phải vâng. Chú ý. Vâng. Nhà thì làm nhà thì nhiều người góp ý cho đấy thì là làm ai làm nhà cũng thế thôi là hay là có một cái gì đó hạn hiếp gì thật ra thì Khâm cũng không tin đâu. Mình thì là mình lúc nào cũng phải chủ động là mình phòng tránh, mình cẩn thận hơn cho công việc. Vâng. Chứ nhiều người làm nhà thì cũng bảo đen này đen kia, hay ốm hay ngã hay đau gì đó thì em nghĩ rằng là có thể là nó cũng có nhưng mà mình không thể tin hết được. Vâng. Mình phải cẩn thận thôi. Vâng. Ví dụ trẻ con đi chơi, chẳng may nó đi nghịch cục gạch kia nặng mọi người ạ, 17 cân một cái viên gạch. Đấy nó chỉ cần đổ xuống vào chân đội bé này, nó vâng. Gãy chân đi. Anh ở đây anh xem.
Lúc đấy lại bảo là hạn làm nhà. Không phải. Đấy. Tại mình không quán xuyến các cháu. Nhớ chưa? Máy cháu nhớ chưa? Xuống đây chơi ngó quanh đây thì được. Mà tốt nhất là đừng có vào trong cái khu vực này nhé. Chạy nhảy đinh rất nhiều. Trong đó anh em đóng đinh các thứ rất là nhiều. Đúng rồi. Lúc này anh vẫn rõ rồi mà. Đinh sắt. Rõ nhưng mà dọn, nhiều. Hết được. Đúng rồi. Tốt nhất là không còn để trẻ con vào nhé. Chạy cái này mà một cái đinh cắm xuyên thẳng lên. Nhiều người đã bị rồi. Đúng rồi. Đinh xuyên cả bàn chân lên. Vâng. Đấy, lúc đấy là hạn hay là lúc đấy là do mình chủ quan. Nhớ chưa? Vâng. Các cháu nhớ chưa? Vâng chưa? Ừ, được rồi. Thôi, có lẽ thì là không đến, không ghi hình ngôi nhà của các bé. À, các bác thấy rồi, phần thay xô đã xong. Anh em thợ cũng đã về. Gọi là tề tạm nghỉ 2-3 hôm. Công việc Khâm sẽ tiếp tục triển khai làm mái tiếp. Và một lần nữa thì chân thành cảm ơn bác cả MC Donan qua kênh Anh Đám Răng Mạch đã gửi thêm một khoản hỗ trợ lớn cho anh em mình giúp các bé làm nhà. Được rồi, máy ở đây nè. Chào các ông các bà. Chào. Đấy. Khai nè. Rồi, khai xuống đây. Chào đi. Cái ham chơi quá. Ông khai. Trên xong đó. Các cháu xin chào và tạm biệt. Các ông các bà. Cười tươi tươi chào các ông các bà cá nào. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.